是来自首的，人是我杀的。我劝教他，自从和娇琳合作以来，我发现他是个混子，后来无意中发现了，对雪姬实施家暴，只要弄死娇琳，雪姬他才能解脱。小吴，啊，林队 ，Sếp Lâm， 这是报案人张春鹤，张春鹤，这个小区là nhân viên sửa chữa thang máy của khu nhà. Ta nói, anh ta bảo, ta khả năng đã nhìn thấy ma, quỷ, ma, à, anh chị, lão Tần, chúng ta xuống xem thử, đi, ê, chị, thì Vũ, hay là cô ở lại đây đi. Tôi không sao đâu. Đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Không nhìn rõ lắm. Xuống đi. Được. Cẩn thận. Đi Vũ, từ từ thôi. Tôi bảo người của khoa kiểm tra vết tích xuống trước. À.
Theo nguồn tin nhân viên cơ sở vật chất cung cấp, đây chính là nhà của nạn nhân Chu Tĩnh. Lão Tần, xem cái này. Treo cái này trong nhà. Rốt cuộc muốn đề phòng ai? Ý thức phòng chống tội phạm tốt thật. Lâm Đào, tôi có cảm giác cô ấy không phải diễn viên múa, như kiểu người thuộc bộ phận an ninh. Vậy là ý gì? Đây là thuốc gì? Flupentisone Melitazen, sản xuất ở Đan Mạch, chuyên dùng để trị trầm cảm. Một lọ này là dùng cho 3 tháng. Ôi trời ơi! Không sao chứ? Không sao. Tôi ra ngoài hít thở một chút. Có chuyện gì vậy? 601 à? 601 không phải chị Tĩnh sao? Chưa chắc. Có phải nhân viên bị nhầm không? Có thể là nhầm. Trước kia ngày nào cũng gặp chị ấy. Cho tôi phiền một chút. Tôi là pháp y. Mọi người quen cô ấy sao? Không quen. Chị ta là người ở phòng 601 sao? Có phải không? Không sai. Nạn nhân ở phòng 601 có chắc là cô ấy không? Đáng sợ quá. Chẳng trách đã bao nhiêu ngày không nhìn thấy cô ấy. Mấy người quen biết Chu Tĩnh? Mấy người có thân với cô ấy không? Chúng tôi cùng đoàn múa. Chúng tôi hầu hết đều ở đây. Vậy mấy người có biết thường ngày cô ta ở một mình hay ở chung với người khác không? Tôi không rõ, hình như là ở một mình. Chị ta chết thế nào vậy? Cái này vụ án vẫn điều tra, bây giờ chưa tiện tiết lộ. Mọi người xem thế này có được không? Chúng ta trao đổi thông tin. Nếu các cô có manh mối gì thì liên lạc với tôi, được không? Được. Nạn nhân Chu Tĩnh, 23 tuổi, vùng đầu có nhiều thương tích va đập, phần cổ tứ chi có vết thắt dây thừng, vùng bụng tím xanh trên diện rộng. Hai dải tai nạn nhân có vết nứt xé, vùng da phía sau bị phù một mức độ nhất định. Vết thương có vẻ là lỗ tai của nạn nhân bị giằng xé thô bạo mà ra, là thương tích khi còn sống. Theo nhiệt độ và mùi thi thể trong thang máy, thời gian tử vong của nạn nhân có lẽ là quá 3 ngày.
Hơn nữa tôi vừa nhìn thấy ống quần của người chết sạch sẽ, nhưng giếng trời trong thang máy có tích nước, chứng tỏ cô ấy chưa hề đến phần giếng trời trong thang máy. Cơ bản có thể loại trừ khả năng hung thủ giết cô ấy ở giếng trời thang máy. Tôi đoán là ném thẳng cô ấy xuống từ miệng giếng trời. Sau khi người chết đụng vật cứng, bị mắc trên dây thừng và dây cáp, trừ vết sẹo ở trán và vết thương khá nông này, chắc là do dao găm tạo thành. Phần mặt người chết tím tái, mô da có dấu hiệu xuất huyết, phần da phía trán có màu vàng nhạt lẫn máu, mười đốt ngón tay bầm tím là hiện tượng chết do ngạt thở. Thi Vũ chuẩn bị phanh ngực, Học viện Hí kịch thành phố Long Phiên. Chu Tĩnh 10 tuổi đã đến đoàn. Bây giờ đám trẻ trong đoàn, Chu Tĩnh là lớn tuổi nhất. Điều kiện của Chu Tĩnh rất tốt. Các giải thưởng lớn nhỏ trong nước giành được không ít. Nói như vậy, cô ấy là diễn viên vũ đạo ưu tú nhất của đoàn này rồi. Đúng vậy, đoàn chúng tôi nhiều năm như vậy chỉ bồi dưỡng được một trụ cột này. Cậu xem bây giờ sắp diễn rồi. Rất nhiều người đều đến vì Chu Tĩnh, vé bán được hơn một nửa. Nhưng cậu xem, bây giờ... Bình thường quan hệ diễn viên trong đoàn thế nào? Chu Tĩnh có kết oán với ai không? Chưa nghe nói. Bọn trẻ bình thường một lòng vì vũ đạo, cũng không thích nói chuyện với người khác. Vậy tình trạng cô ấy thời gian trước thế nào? Có gì khác thường không? Không có gì khác. Đều luyện tập bình thường. Hơn nữa, tình trạng cô ấy trên sân khấu rất tốt. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tổn thất quá lớn với đoàn chúng tôi. Cổ và ngực cô ấy xuất huyết, phía trên sụn tuyến giáp gãy xương, có dấu hiệu xuất huyết dưới màng phổi và tim. Khí quản ở cổ chịu tác động ngoại lực lớn, có thể phán đoán là tử vong do ngạt thở. Sếp Lâm, nhìn đi. Đây là lúc nào? Một tuần trước. Tôi lấy một bản được không? Móng tay trỏ bên phải của người chết bị bẻ gãy, bên trong có chút biểu bì. Đợi chút, lấy đi quan sát. Vâng, theo tình hình hiện trường, vết hằn ở tứ chi cô ấy chắc là do bị treo trên dây tạo thành. Hơn nữa vết hằn ở tay cô ấy, vết thương ở phần đầu cùng với vết hằn ở cổ đều là vết thương trước khi chết. Dựa vào tình hình phần bụng, thời gian tử vong, bước đầu phán đoán trong khoảng 72 giờ đến 96 giờ. Hôm nay là ngày 17, thời gian tử vong chắc khoảng ngày 13. Sếp Lâm, cũng không hỏi ra gì lạ thường. Cả đoàn múa đều là dáng vẻ bình tĩnh. Xem ra viện trưởng Hà này đã dặn dò nhân viên rồi. Tôi không tin cả đoàn múa lại không có một ai đáng tiếu. Nhưng clip vũ đạo trước đây cũng không có gì khác thường. Xem ra có khả năng là tùy cơ gây án. Gọi điện cho Giang Hạo Vũ đến hiện trường. Vâng. Thank you.
今天我们讲的是笔记心理学中的投射现象。一个人真正的行为动机可以通过此人的心理活动间接的表现和反映出来。刚才我写的这几个字，谁能来给我分析分析？笔记二字铿锵有力，但又锋芒尽收，很难看出书写者当时的心理状态。而心理学三个字洋洋洒洒，书写者当时的内心有着极大的心理波动，似乎是狂喜。说的没错，那你再帮我分析分析心情波动的原因。因为我的收益到账了。我说的是理财神器凝固在线。啊，韩老师，您刚才的心理波动该不会也是因为收益到账了吧？莫非你也在用银谷在线？银谷在线 APP， 西安银行存管，资金安全又保障，操作便捷又省心，钱存在这里，超放心。Tìm được người này chưa? Rõ rồi. Tìm được rồi. Lưu Vinh đang đưa về. Sếp Lâm đưa người đến rồi. Nói lại những gì anh vừa nói với tôi cho sếp Lâm đây nghe lần nữa. Hôm đó tôi và bạn uống chút rượu. Khoảng mấy giờ về? Hình như 11 giờ hơn. Tôi thấy anh trong camera khá hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Tôi tưởng tôi nhìn thấy ma. Hôm đó tôi uống nhiều. Bước vào thang máy, được một lúc thì có âm thanh lạ dọa tôi. Âm thanh lạ gì? Không được, tôi không mô tả được. Là tiếng của người sao? Tôi uống say, không phân biệt được. Sau đó thì sao? Sau đó cửa thang máy mở ra. Tôi thấy không có ai, liền chạy về nhà. Vậy âm thanh quái lạ anh nghe thấy trong thang máy kéo dài bao lâu? Đại khái khoảng 2-3 tiếng. Sau đó tôi mới nghe dưới thang máy có người chết đúng không? Cảm ơn người anh em. Nào theo tôi qua đây. Lấy hình ảnh trong máy quay an ninh mấy hôm trước, sau ngày xảy ra vụ án. Vâng. Đội trưởng Lâm, clip ghi hình đêm xảy ra vụ án Chu Tĩnh, chúng tôi điều tra rồi, chỉ có máy quay ở cửa quay thấy cô ta, máy quay thang máy cả đêm đều không thấy. Cô ta đang nhìn đồng hồ sao? Trên người còn có ba lô. Khi chúng ta phát hiện cô ta ở hầm thang máy, mấy thứ này đều không có. Đúng vậy. Xem ra có thể là bị cướp. Trong thang máy không thấy. Cầu thang bộ có máy quay không? Thang bộ không có. Cửa tầng lầu và thang máy mới có. Bình thường nếu thang máy không ngắt điện, rất ít người đi thang bộ. Tại sao không đi thang máy nhỉ? Gọi trưởng phòng Tân cùng đến thang bộ xem thử. Vâng. Đội trưởng Lâm, ở thang bộ tầng 6 phát hiện có vết tích lau dọn. Đi. Đội trưởng Lâm, ở đây.
Còn có nơi khác có vết máu không? Tạm thời thì không. Xem ra đây có thể là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Cho tôi cái thang. Bóng đèn từng bị vặn cho lỏng, rất có thể là do hung thủ làm. Xem ra hung thủ không muốn nạn nhân nhìn rõ mặt mình. Rất có thể là người quen gây án. Liệu có phải là chủ hộ không? Với lại chắc là không lấy được dấu vân tay có ích. Hung thủ rất có thể dùng quần áo bọc tay để làm. Tòa nhà này tổng cộng có bao nhiêu hộ dân? Tổng cộng 27 tầng, mỗi tầng 8 hộ, loại trừ hộ nạn nhân thì còn 214 hộ. Còn manh mối gì giúp chúng ta thu nhỏ phạm vi không? Tạm thời thì không. Gắn lên đi. Thường ngày anh uống cà phê gì? Rốt cuộc cô cung cấp manh mối hay ăn ké vậy? Sao cứ phải đến đây chứ? Đều không phải. Đến xem mắt. Cô xem mắt kéo tôi đến làm gì? Tôi còn nhiều việc lắm. Nói đùa à? Tôi mà cần xem mắt sao? Cho anh xem mắt đấy. Tôi xem mắt gì chứ? Tôi có bạn gái đấy. Chuyện này không được để Bảo Bảo biết. Ôi ôi, lại là Bảo Bảo. Bảo Bảo, Bảo Bảo sao chứ? Được, ai muốn nhắc Bảo Bảo nhà anh chứ? Là thế này, dạo trước tôi quen một cô gái trong đội múa. Chẳng phải chúng ta muốn điều tra manh mối? Anh hỏi người ta với thân phận cảnh sát, chẳng ai nói gì với anh đâu. Cho nên chuyện của con gái chúng tôi phải làm theo cách của con gái. Hôm nay anh hy sinh một chút. Một lát đến rồi, một lát nói. Tôi nói anh nghe, phải dựa vào anh hết đấy. Biểu hiện cho tốt. Văn Văn ở đây. Văn Văn, tôi giới thiệu với anh, Văn Văn của Vũ đoàn Ba Lê. Đây là chúng tôi. Xin chào, tôi tên Lâm Đào, gọi Đào Đào là được. Xin chào chị Thi Vũ. Đây chẳng phải anh cảnh sát dạo trước đến vũ đoàn chúng tôi hỏi sao? Đúng vậy, cảnh sát tốt biết mấy, chứng trạc ổn định, có cảm giác an toàn. Chị Thí Vũ, em nhớ lần đó còn có một anh đến nữa, mặt mũi trắng trẻo lắm. Anh ấy cũng là cảnh sát ư? Em thích anh đó sao? Nói em nghe, tên đó nhiều chuyện lắm, chống nắng 24/7. Phục vụ, gọi món. Nghe nói khi Chu Tĩnh ở trong vũ đoàn đã xảy ra một số chuyện quái lạ đúng không? Xảy ra chuyện quái lạ gì? Kể chị nghe đi. Chuyện này trong vũ đoàn nhiều người biết lắm, ghê lắm. Có một đêm Chu Tĩnh một mình tập trên sân khấu. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Đêm đó, ngoại trừ Chu Tĩnh, ở sân khấu chẳng có ai khác. Chị nói xem, có phải kỳ dị lắm không? Những chuyện này, cô tận mắt chứng kiến sao? Không phải là Chu Tĩnh nói với trưởng đoàn. Tôi cũng nghe nói mà thôi. Thường ngày con người cô ấy thế nào? Chị Tĩnh không dễ kết thân lắm. Chị ấy là át chủ bài của đoàn. Chúng tôi không thể trèo cao nói chuyện với chị ấy được. Hơn nữa, tính cách phi nhi tốt như vậy mà cô ấy có thể cãi nhau với chị ấy. Chuyện từ bao giờ vậy? 2 tháng rồi. Họ cãi nhau trong phòng hóa trang, nhưng họ đóng cửa nên tôi không nghe rõ.
Chu Tính đã phản ánh với tôi vài lần. Tôi cũng đã âm thầm điều tra, nhưng chẳng điều tra ra kết quả gì. Ông cứ để như vậy sao? Công việc của đoàn quá bận, tôi không lo nổi. Chu Tịnh có nói nghi ngờ ai không? Tôi không nghe thấy cô ấy nói tới ai cả. Đều là những thanh niên trẻ tuổi, chỉ là chuyện xấu tính nhất thời. Cô gái ở giữa sân khấu là Lâm Phi Nhi sao? Chính là cô ấy. Cô ấy là người thay thế của Chu Tĩnh. Không phải Chu Tĩnh xảy ra chuyện sao? Vừa hay cô ấy có thể thay thế. Người thay thế sao? Tức là khi diễn viên chính bị bệnh hoặc có vấn đề gì không thể diễn được thì sẽ dùng người thay thế diễn thay. Vậy thì có quan hệ cạnh tranh rồi. Giữa hai người này chắc chắn phải có cạnh tranh. Nhưng đây là chuyện rất bình thường trong đoàn. Tôi gặp cô ấy nói chuyện được không? Bình thường Chu Tĩnh là người thế nào? Rất tốt. Nhưng tôi và cô ấy không thân lắm. Cô và cô ấy làm chung một đoàn, chỉ cần có buổi biểu diễn hầu như ngày nào các cô cũng gặp nhau. Không thân sao? Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Còn các vấn đề khác chúng tôi không tiếp xúc nhiều lắm. Theo chúng tôi biết, hình như bao năm nay cô đều là người diễn thế cho Chu Tĩnh. Vấn đề này và vụ án này có liên quan gì sao? Chúng tôi chỉ tiện tìm hiểu thôi. Tôi nghe mọi người nói hình như các cô từng cãi nhau một lần. Không có. Cảnh sát Lâm, dù bạn bè có tốt tới đâu cũng có lúc cãi nhau mà. Cũng đúng. 8 đến 11 giờ tối ngày 13, cô làm gì? Các anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi chỉ hỏi theo trình tự thôi. Tối hôm đó tôi ở nhà, tôi tập xong rồi về nhà tắm rửa và đi ngủ. Cảnh sát, nếu không còn việc gì khác, tôi phải chuẩn bị lên sân khấu, làm phiền cô rồi. Trưởng Phong Tân, đã có kết quả phản ứng độc tố, không có phản ứng bị bệnh và trúng độc. Kết hợp với các số liệu khác, chúng ta có thể chắc chắn thời gian tử vong là 4 giờ sáng ngày 14. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở, họng của nạn nhân bị siết dây thừng. Chẳng trách có người nói nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Đây là gì? Đây là báo cáo kiểm tra hạt lấy được trên tóc nạn nhân. Cocaine, chất độc sao? Không phải của người chết. Thời gian tử vong của người chết khoảng 4 giờ sáng ngày 14. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Camera cho thấy nạn nhân 8 rưỡi tối đi vào khu căn hộ. Nếu 11 rưỡi người chết đã ở trong thang máy rồi, vậy thời gian gây án là trong khoảng 3 tiếng giữa khoảng đó. Xem ra có cư dân vào 11 rưỡi tối ngày 13 nghe thấy tiếng lạ. Rất có thể là tiếng phát ra từ họng của người chết sau khi bị siết dây. Hơn nữa hung thủ rất có khả năng là người nghiện ma túy. Khi hắn sát hại Chu Tịnh, bột cocaine trên tay hắn đã dính lên tóc nạn nhân, dính vào vết máu. Người nghiện ma túy, thời gian gây án từ 8 rưỡi tới 11 rưỡi. Lần này phạm vi điều tra hẹp đi rất nhiều. Cháu à, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.
Lão Tần, sao rồi? Kỳ lạ. Vật tôi lấy trong móng tay người chết nuôi được ra vi khuẩn thật. Vậy bây giờ tôi sẽ đi lấy mẫu da ở các phần khác trên cơ thể nghi phạm, xem có phải của cô ấy không. Đi đi. Ngồi xuống. Nói đi. Cậu giết chủ tính thế nào? Chủ tính nào? Tôi không quen cô ta. Để tay lên bàn đi. Mau lên. Mau lên. Chị cảnh sát, chị nói xem, chị đang làm gì vậy? Được rồi. Bớt phí lời đi. Không biết chủ tịch, nhưng biết thứ này chứ. Tìm thấy trong nhà cậu. Cậu dùng cái này và con dao đổi lấy một gói ma túy. Giải thích đi. Tôi không giết người, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi. Cậu không giết người, vậy sao người ta chết? Không phải, không phải chứ. Anh cảnh sát, tôi thực sự không biết. Tôi chỉ cầm dao dọa cô ta, muốn cướp đồ để mua ma túy thôi. Xong việc tôi liền chạy. Tôi lấy tiền xong rồi sẽ đi. Phối hợp một chút. Nghe lời. Tôi đã kiểm tra về phương diện cơ sở vật chất vào 4 ngày trước khi Chu Tĩnh chết vì sự cố thang máy, bị nhốt trong thang máy 1 tiếng. Bởi vì chuyện này, cô ấy đến phòng cơ sở vật chất làm ầm lên. Cho nên, cô ấy không dám đi thang máy mà đi thang bộ. Không sai, tôi cũng đã xem camera mấy ngày hôm sau. Cô ấy quả thực không đi thang máy nữa. Nhưng chỉ là bị nhốt trong thang máy mà thôi. Ngược lại cũng không đến nỗi lớn chuyện như vậy. Nhưng chúng ta ít nhất cũng chắc chắn được một điểm. Tên Lý Dũng này không nói dối chúng ta. Vậy đem phạm vi truy quét của camera nới rộng ra cả khu nhà, xem trước và sau thời gian xảy ra vụ án có ai tiếp xúc với cô ấy không, hoặc là có người nào khả nghi xuất hiện không. Vâng. Chúng ta ăn chút gì đây? Không biết. Thì Vũ, hoa của cô. Hoa của tôi. Ai tặng vậy? Một người họ Lưu. Còn đưa một lá thư. Được đấy, thư của tôi, đưa cho tôi. Tôi biết cô được đấy. Nào. Anh có được không đấy? Anh Lưu này ngày càng tấn công mạnh đấy. Lại mời đi ăn cơm, rồi còn tặng hoa. Đừng nói linh tinh. Chẳng có chuyện gì cả. Ngưỡng mộ cô lắm đấy. Ngưỡng mộ thì tặng anh. Tôi không cần. Không nổi đâu. Sếp Lâm, hoa của ai vậy? Mau nói đi. À, camera bên trong tiểu khu nhà Chu Tĩnh phát hiện Lâm Phi Nhi. Lâm Phi Nhi? Vâng. Chào cô Lâm tiểu thư. Chúng tôi đến tìm hiểu tình hình một chút. Tối ngày 13 rốt cuộc cô ở đâu? Trước đây tôi đã nói tôi ở nhà. Cô nói dối. Chúng tôi sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm cô. Tôi hy vọng cô hãy nói thật. Những điều tôi nói đều là thật. Nếu sự thực do tôi nói ra, tính chất sẽ hoàn toàn khác đi. Điểm này tôi hy vọng cô có thể hiểu.
我觉得tôi cảm thấy您现在这个态度现在của anh khiến tôi thấy không thoải mái, giống như thẩm vấn phạm nhân. Camera quay được tối hôm 13, cô xuất hiện ở dưới tầng nhà Chu Tĩnh. Điểm này cô giải thích thế nào? Đúng, tôi đi qua nhà cô ấy. Sau đó tôi đến là muốn thảo luận với cô ấy một chút tình hình diễn xuất. Đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy thôi. Không phải cô nói cô ở trong nhà mình. Trước kia tôi nhớ sai. Anh mới nói như vậy làm tôi nhớ ra. Cô Lâm, nếu như chuyện này quả thực liên quan tới cô chắc chắn không thoát được đâu. Làm phiền rồi. Phòng trang điểm này có phải trước kia Chu Tĩnh dùng? Tôi đi xác nhận một chút. Cô ấy đang cãi nhau với ai sao? Mấy tiếng trước và sau cũng không có người thứ hai ra vào căn phòng này. Thực sự là thú vị quá rồi. Đến rồi. Ừ. Chuyện này thực sự càng ngày càng kỳ lạ. Sao vậy? Trước kia nghe nói Chu Tĩnh và Lâm Phi Phi cãi nhau trong phòng trang điểm, nhưng tôi điều tra tất cả camera của ngày hôm ấy, phòng trang điểm chỉ một mình Chu Tĩnh ra vào. Vậy cô ấy tự cãi nhau với mình sao? Có khả năng này. Hơn nữa, hôm đó Lâm Phi Nhi rõ ràng có mặt ở khu nhà Chu Tĩnh. Tôi đến phòng trang điểm hỏi cô ta mới thừa nhận. Có kết quả kiểm nghiệm da mặt của Lý Dũng rồi, không có vi khuẩn ở móng tay nạn nhân. Đợi chút. Vi khuẩn. Lần trước chúng ta đến phòng hóa trang tìm Lâm Phi Nhi, trên bàn cô ấy có hai loại thuốc dùng để trị vi khuẩn trên da, nhớ không? Tôi không chú ý. Cô nhớ loại thuốc bôi này tên là gì không? Tôi tra xem có phải cùng một loại với hệ sợ khuẩn không. Đi thôi. Đợi tôi một chút. Qua việc khám nghiệm tử thi, trong móng tay của Chu Tĩnh phát hiện một loại vi khuẩn. Mà trên người cô ấy, tôi không giết cô ta. Cô ta bị điên rồi. Cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại tôi. Tôi sắp không chịu được nữa. Thực ra địa vị của cô ta trong đoàn vốn dĩ không ai có thể động vào, nhưng cô ta vẫn gây khó dễ với chúng tôi, coi tôi là kẻ thù giả tưởng của cô ta.
Tôi thực sự không cần tốn nhiều công sức thế đâu. Điều xoay vòng của cô, lưng cô không tốt, chân sau không đủ thẳng, vai mở cũng không đủ rộng, động tác quá xấu. Cô chỉ là kẻ dự bị thôi. Tôi sẽ không cho cô cơ hội lên sân khấu đâu. Đây không phải là sân khấu của cô. Hôm đó, tôi tới nhà cô ta là muốn nói với cô ta rằng tôi sẽ không cạnh tranh với cô ta nữa. Nhưng tôi lại nhìn thấy Chị Tính, chị làm sao vậy? Chị Tính, không sao chứ? Chị sao vậy? Cô đừng chạm vào tôi. Sao vậy? Đừng chạm vào tôi, chị Tính. Cô muốn làm gì? Chị bị thương rồi, chị Tính. Tại sao cô muốn hại tôi? Tôi không có. Sao cô muốn hại tôi? Không phải tôi. Chị Tính, không phải tôi. Chị hiểu nhầm rồi. Tôi không tin cô. Chị bị thương rất nặng. Tôi không tin cô. Cô tưởng rằng hại chết tôi là thay được tôi. Em không có ý này. Nằm mơ đi. Chị cẩn thận. Đội trưởng Lâm, tôi có thể có một thỉnh cầu không? Cô nói đi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được diễn vai chính, cũng là lần cuối tập luyện trước khi công diễn. Tôi mong rằng mọi người có thể để tôi diễn hết bài múa này. Lúc cô ấy rơi xuống gầm thang máy, cô ấy vẫn chưa chết. Nếu cô có thể lựa chọn gọi điện báo cho cảnh sát thì sẽ không xuất hiện mọi việc như hôm nay.
nghi ngờ đố kỵ dục vọng khiến con người mất đi cái tôi, thậm chí trở nên điên cuồng. Sự cố chấp của Chu Tĩnh từng bước hủy diệt cô ấy, còn Lâm Phi Nhi không tránh khỏi sự phán xét của pháp luật và sự tự vấn của lương tâm. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Nói đến chuyện này, có lẽ là bắt đầu từ 7 năm trước. Bởi vì vào lúc ấy, phía trước có một người bị thiêu chết, người báo án là người ở trên con thuyền. Có manh mối gì không? Không có manh mối có ích nào cả. Dấu chân xung quanh bị người dân làm hỏng rồi. Nạn nhân là Trương Quân, khi còn sống nhận hai cuộc điện thoại SIM anh ta vừa mở hai ngày trước khi chết, không đăng ký tên. Chúng tôi đã tìm hiểu nhật ký cuộc gọi của SIM này, chỉ gọi cho hai người, một là Trương Quân, số còn lại của một người phụ nữ tên là Tôn Tịnh. Tôn Tịnh, chồng cô ấy ngồi tù 7 năm trước. Chồng cô ấy tên là gì? Chồng trước tên là Lang gì ấy? Triệu Lang. Đúng,